rõ ràng là mình nói là mua nhượng quyền thương hiệu nó sẽ mắc tiền hơn mấy cái khác đúng không? Yeah. Nhưng mà nó chuẩn chỉ. Và cái hay của nó nữa là nó bảo trì cho mình để mình yên tâm. Và khách hàng thì nó sẽ làm marketing. Blue Hippo đây là một trong những hiệu nhượng quyền để mà người ta làm mấy nè, làm giặt sấy ha. Cái này là nó có luôn. Bình thường em giặt sấy đúng không? Em không thường em lấy đâu có thẻ đâu có xài được đâu. Toàn là lấy coi không, cái này nó có thẻ. Thẻ em thích vô được. Và cái này còn có cái hay nữa là nói chung là vô này đi rồi em thấy nhiều cái hay. Nó làm sạch sẽ với lại cái màu của nó dễ thương hơn mấy khác, và máy của nó toàn là máy mới không. Em tới mấy kia em thấy toàn là đồ cũ không à. Bây giờ đi vô coi. Morning. Không? Đây nè. Bao nhiêu tiền này có sẵn hết nè, nó ghi sẵn hết rồi. Mà mấy máy toàn là đời mới không phải không? Nó có ghi sẵn giá luôn nè, 9 đồng là super, còn này là express nè, có đây không? Em thấy nó hiện đại hơn mấy chỗ khác không? Đẹp không? Đây có luôn quạt nữa, nó dùng hiệu nè. Mở ra coi. Tắm rồi. Đồ anh xịn, cái này thu nhập thụ động á, đâu có ai ở đây đâu. Một ngày tới đây chừng khoảng 1 tiếng, 2 tiếng à. Dọn dẹp à. Gom tiền thôi. Gom tiền thì ngày thì phải tới 1 lần rồi. Nếu mà mùa này là ngày phải tới 1 lần, còn mấy mùa nóng thì ngày tới 2 ngày tới 1 lần cũng được. Có đầy đủ luôn á. 6 đồng. Đây ghi rõ nè, 6 đồng 42 phút, 8 đồng 56 phút, 10 đồng 70 phút. Thì nó có ghi luôn nè, 1 đồng là 7 phút. Mở ra tới đó coi. Nó có ghi vậy chứ. 6 đồng. 16 đồng. 16. 27. 27 ký. Thành này 27 ký thành. Này 27 ký nè. Còn cái này là 18 ký. Này 12 đồng. Này 10 đồng. 12 đồng giặt 30 phút, 10 đồng giặt 23 phút. Cái này 16 đồng giặt 30 phút. Đúng không? Mấy này mới. Còn chỗ này là đổi coi, ai muốn đổi thì đổi qua đây. Bỏ cái nào có 5 đồng không, bỏ vô là nó lòi ra tiền khôi ở đây hết, thấy không? Rồi, bán mấy cái này. Bỏ 5 đồng ra cái nó ra 50 đồng. À, này anh tới anh đổi nè. Bỏ 20 vô nè. Bỏ tiếp. Chúng ta máy có vấn đề gì? Đây nó ghi rõ luôn là owner, còn mấy chỗ khác là nó ghi là operator thôi, hoặc là ghi là manager thôi. Mà chỗ này nó hay là nó có chỗ rửa tay với lại sửa xà phòng, mấy chỗ khác là anh thấy nó không có. Tại vì để mà ấy là, mà cái này nó làm cũng hay là đè xuống một lần là nó ra bao nhiêu nước thôi, chứ nó tránh cái trường hợp mà bà con nó xả, mấy thằng thay ghét vô nó xả luôn, để nguyên cả ngày luôn rồi chết nữa. Bấm vô một cái xong hết cái đợt là thôi à. Nó chạy lên nè, nó chạy lên nhẹ hết rồi thôi. Cái này trong trường em cũng xài. Đó hết rồi. Rồi mấy tấm hình này ở đây cũng dễ thương hả? Tấm hình rồi. Coi người chiến binh rồi. Quá rồi, lịch sử của Coi Laundry nè. Wi-Fi không biết có mạnh không? Đây thêm có mấy giặt đây nữa. Cái này là 9 kg. 9 kg. Hấp dẫn đó chứ, thấy này cũng hấp dẫn chứ. Thấy sạch sẽ.
rõ ràng là mình nói là mua nhượng quyền thương hiệu nó sẽ mắc tiền hơn mấy cái khác đúng không? Nhưng mà nó chuẩn chỉ. Và cái hay của nó nữa là nó bảo trì cho mình để mình yên tâm. Và khách hàng thì nó sẽ làm marketing. Đó. Cái nhiều cái nhượng quyền thương hiệu nó hay lắm. Mọi người cứ nghĩ là mình tự mình operate. Nhưng mà nếu một cái người mà không có kinh nghiệm á, operate lại tốn. Giống như anh ngày xưa anh bắt đầu mà khởi nghiệp ở bên nước Úc. Anh đâu có dám tự rinh. Anh phải mua nhượng quyền thương hiệu của ông Jim á. Rồi ông Jim dạy hết từ A tới Z cho anh. 10 năm trước làm garden rồi landscape rồi này nọ hết. Rồi sau đó anh mới biết được không phải là mình học cái nghề mà là mình học cái business của người ta, cái model của business của người ta làm sao, người ta làm marketing sao. Mình trả tiền cho marketing cho người ta làm sao thì mình có quyền hỏi. Ủa chứ tao đưa cho mày một tháng 300 đô mày làm marketing mày làm cái gì của nó. Nó đăng ký, nó làm, nó quảng cáo trên đài radio nè, nó quảng cáo trên báo nè. Rồi ngoài ra nếu mà tao không có khách hàng bây giờ làm sao để tao đi lấy khách hàng, mình có quyền hỏi nó. Đúng không? Giống như tụi em là tụi em học viên mà em hỏi cái gì mà liên quan tới cái môn mà tụi em học thì anh phải buộc phải trả lời thôi, đúng không? Còn bây giờ em tự em ra em tự là học thì em sẽ bị mất cái gì? Mất thời gian, em sẽ mất tiền, em làm sai thì em sẽ bị mất. Ví dụ như Huy, cái nhà đó mà Huy không sửa xong trong vòng một tuần là Huy mất cái thời gian người ta cho rồi, 10 ngày người ta cho em 10 ngày mà em không sửa đúng 10 ngày là em bị mất cái tiền đó rồi. Và bây giờ mà từ đây cho tới cuối tuần mà em không có người vô thì chuyện sẽ ra tuần sau là em tự mất tiền tiếp đó. Mấy đứa hiểu không? Bây giờ nói em là có thể lấy mấy phòng mấy bạn này tập bán Airbnb để mà học kinh nghiệm trước khi em ra em mở cho một cái cho của em đó. Nên nó cái này cũng vậy y chang vậy thôi. Một là mấy đứa học, không thôi mấy đứa mua cái nhượng quyền là người ta sẽ đảm bảo cho mấy đứa. Có nhiều người nói là mua nhượng quyền lỡ người ta không đảm bảo thì sao? Đọc cái hợp đồng coi cho rõ cái hợp đồng thôi hả? Nó ví dụ ở đây nó nói là nó sẽ đảm bảo một tháng là bao nhiêu. Một tháng ví dụ nó nói nó đảm bảo 10.000, tháng nào không đủ 10.000 á nó sẽ bỏ tiền túi của nó ra nó đền cho mấy đó. Mà nó đảm bảo đó, nó chỉ đảm bảo trong năm đầu thôi chứ không đảm bảo tất cả mỗi năm đâu. Và nó nói nó không đảm bảo đâu, có dừng dịch hay là gì đó, nó có thể nó nói rõ ràng trong cái đó là rõ ràng chứ mình đâu biết chuyện xảy ra. Chiến tranh là chắc không lần nào đảm bảo rồi đó. Đúng không? Đó thì mấy đứa phải đọc hợp đồng để hiểu nó rõ vậy. Mà mấy đứa vô mấy cái tiệm á, mấy đứa đi khảo sát Thành chắc cũng có đi nhiều tiệm rồi, thấy cái tiệm nào chuẩn chỉ như tiệm này không, mà nó tiện lợi không, không mang thẻ thôi, không có tiền coi. Bây giờ ví dụ như trong đứa túi mấy đứa làm gì có tiền coi, đúng không? Thì nó thích rồi được rồi, đúng không? Bây giờ nói đơn giản thôi, bây giờ mình đi làm mình gặp mưa mà trời mình ướt hết, mà mình gặp đi muốn tới báo giá thì khách hàng đi thì mình cởi cái áo vô mình quăng vô đây khoảng chừng 3 đến 5 phút là nó khô rồi mình đi tiếp, thấy tiện không? Mà lúc đó mình không có tiền coi tính sao? Nhưng mà bình thường hình như là trả trực tiếp tiền này được nhé, trả trực tiếp. Thì trả thẻ được. Mấy cái chỗ khác em đâu trả thẻ được đâu. Mấy cái chỗ cũ á là nó không có trả thẻ được. Bây giờ thì mới là gần nhà em là trả được. Đúng rồi, cái chỗ gần nhà em là cái chỗ mới rồi. Cái chỗ mượn anh thấy đúng không? Và cái đó là mới rồi. Chỗ nào mà em thấy mấy cái tiệm mà nó như vậy nè, nó cái kiểu nó mới á là nó đã bỏ tiền vô nó đầu tư rồi. Nó muốn người ta tới thì nó sẽ làm mới như vậy và đẹp. Cái floor này nó mới làm rõ ràng luôn mà. Vinyl nè, phải kia nữa nó thấy người ta làm mới không? Nó sạch sẽ, nhìn sạch sẽ. Cái style của con này là trắng và xanh. Đó, nhìn kỹ vô là thấy tất cả mọi thứ là trắng xanh hết. Đó. Tụi em lên tụi em đánh cái thương hiệu này đi. Nghiên cứu cái này nhiều lắm, nghiên cứu cái này để mà làm cho mấy người khách hàng đó. Nên cái thương hiệu này nó đang là chiếm rất là mạnh ở cái vùng phía West này của mình. Ở Kenley cũng có nè, ở đây cũng có và rất là nhiều, ở Avondale cũng có, mấy đứa lên mấy đứa search đi, vùng nào đa số là nó có hết rồi đó, chứ không phải nó bình thường đâu. Mà coi cái loại máy của nó nè, loại máy nó loại xịn đó. Làm cái này á, cái phía sau này nè em, là người ta phải để trống để mà khi mấy cái này nó thở hơi nóng ra thì cái đó nó sẽ phật ngược lại ra và nó sẽ hút cái hơi nóng đi rồi nữa, chứ không phải nó đơn giản là cứ gắn vô là xài được đâu. Nhà mình nó là cái loại nhỏ nên không sao, còn cái này á là nó to lắm, cái quy mô nó em coi nó tất cả mấy cái máy mà máy sấy á là nó phải đều ở đây hết. Máy giặt thì không sao nha, còn máy sấy là nó phải vô đây. Máy giặt thì phải có nước, máy giặt thì phải đi với đường ống nước, còn máy sấy này là phải đi với đường hơi ống thoát nữa. Thấy không, nhiều không? Em đừng đánh này, em vô em đánh cái tên này nè, em vô Google á nó hiện ra bao nhiêu cái thương hiệu. Leopard cũng có, Kenley cũng có nhiều á hả? Cái chỗ khu đó, cái chỗ mà mấy cái tiệm người Việt đó nhiều lắm các bạn. Xin chào quý anh chị và các bạn.
Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với lớp học Úc Đại Lợi. Thì để hiểu rõ hơn về lớp học này á, thì xin mời quý anh chị và các bạn đến với cái nhóm Michael PT Úc Đại Lợi. Trong nhóm này sẽ tổng hợp lại những kiến thức để chuẩn bị cho việc trước và sau khi đến Úc. Các anh chị đang thắc mắc là không biết là mình đến Úc rồi, không biết sẽ phải ở đâu, di chuyển như thế nào, sinh hoạt, chi phí, đóng thuế, làm thẻ ngân hàng, lái xe như thế nào, đúng không ạ? Thì trong cái lớp Úc Đại Lợi này sẽ hướng dẫn tất cả những cái kiến thức nói trên. Khi mà các anh chị tham gia cái lớp Úc Đại Lợi á, thì sẽ được mời vào cái nhóm Michael PTE Úc Đại Lợi. Trong cái nhóm này á, mình sẽ có một cái mục gọi là mục hướng dẫn. Thì trong cái mục này sẽ chia ra những cái phần khác nhau. Cái mục đầu tiên á, là buổi học Úc Đại Lợi. Lớp học Úc Đại Lợi sẽ diễn ra vào chủ nhật cuối cùng của tháng và được tổ chức qua Zoom. Các anh chị sẽ được tham gia trực tiếp và giải đáp tất cả những thắc mắc trong buổi học đó. Ngoài ra thì sau cái buổi học đó sẽ có ghi hình và đăng lại cho các anh chị. Thì nếu mà các anh chị nào mà tham gia trực tiếp á, thì sẽ được lợi thế hơn là mình sẽ được giao lưu và trao đổi. Cái mục hướng dẫn thứ hai á, là cần chuẩn bị gì trước khi đến Úc. Thì chẳng hạn như việc học bằng lái, lần đầu đến Úc nên đi đâu về đâu nè, các bước nhập cảnh như thế nào, tiếng Anh, nói chung là rất nhiều những kiến thức. Và đến cái phần hướng dẫn thứ ba là làm việc và kinh doanh tại Úc. Hướng dẫn thứ tư á, là đời sống văn hóa Úc. Và cái hướng dẫn thứ năm là du học Úc. Tiếp theo nữa là lương và thuế ở Úc như thế nào, thi bằng lái xe như thế nào, và tất cả sẽ được cập nhật liên tục ở trên cái nhóm này. Ngoài ra thì còn rất nhiều những cái hướng dẫn và rất nhiều những cái video sẽ được cập nhật liên tục trong cái nhóm này. Nếu mà mình bận, mình không thể tham gia các lớp trực tiếp được á, thì mình có thể để lại những cái câu hỏi hoặc là những cái thắc mắc của mình trên cái nhóm này bằng cách là mình sẽ đăng bài lên trên cái group để được hướng dẫn cụ thể. Chẳng hạn như cái video hiện tại anh chị đang thấy là video hướng dẫn cách tìm việc làm tại Úc trên những cái website như thế nào. Hầu như những cái kiến thức này á, được những cái người mà đã đến Úc thành công và chia sẻ lại. Các anh chị hiện tại đang có nhu cầu tìm hiểu thêm về những kiến thức ở Úc nhưng mà chưa biết bằng cách nào thì các anh chị có thể tham gia lớp học Úc Đại Lợi. Các anh chị có thể nhắn tin trực tiếp vào bay Michael PTE hoặc là fanpage Michael Tâm Nguyễn để được hướng dẫn và tư vấn thêm về cái khóa học Úc Đại Lợi này nhé.